Ok, bữa nay trở về. Bữa nay mới trở về. Bây giờ lo cho đồ cho về bác trở về đi học lại rồi. Thứ hai này là mùa thu á. Tôi về thứ hai này tôi bây giờ đi tối cho cà phê á. Thứ tư này cũng vậy. Ngày luôn nhà tới thứ năm. Tôi đi qua lái xe đi qua OC cho lớp dần khá là luôn. Ngày mai là trở về. Mốt từ tuần sau là trở về. Thứ hai là trở về với vậy ông đi. Yvette Nguyễn, Christina Nguyễn, Mighty Phạm, đúng rồi, yep. Arlene Vargas luôn. Giờ tới thứ ba là trở về với Aileen, với Michael, với thằng Bill luôn, đúng rồi, yep. Alright, hôm qua mới đi mua đồ cho trường rồi, đúng rồi, mua sách vở rồi, đúng rồi, yep. Rồi tới đi đổi nước luôn á, rồi tới đi, bữa nay tôi trở về vui vẻ với Stephanie luôn, yes. Tại tôi muốn khoe cho Stephanie Molina thấy cái này lẫn tại tôi muốn khoe cái đó đưa cho này Ellie thấy cái này lẫn alright so tôi vui vẻ lẫn so học xong hết nên là tôi sẽ dễ yep. Tuần sau tôi sẽ dễ tôi với anh chắc là năng hôn nhau luôn. Tới tôi sẽ vẽ tôi với anh trên nhà đang hôn nhau luôn. Trên nhà đang hôn nhau. Rồi tới trên nhà đang hôn nhau. Yep. Rồi tới để internet luôn mà. Yep. Alright. Ok bây giờ tôi sẽ đưa cái cho Christina Nguyễn đi Derek. Rồi thấy cái này nha. Michael Trần, ngày mai cho mấy nhóm Go See, Golden West thấy cái này cho thứ hai này nha. Andrea, với Karen, với Cà Phê, đang những bữa nay tụ họp cho meeting cho tuần sau á, cho một cho cái năm 2024, 2025 với cái mùa thu của 2024 luôn. Tháng 2 mới tụ một lần nữa cho mùa xuân của 2025 nữa, bởi năm tháng 8 mà cho mùa thu với tháng 2 là cho mùa xuân. Ok, bây giờ tắt cái này nha. Alright, bye bye nha. Yeah, okay. Xong hết rồi nha. Bye bye nha. Yeah, xong.